Rồi quý vị ơi, bonsai này là bonsai số mấy ta? Số 60, 4 cây sâm hương 250 bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen lại thì cũng chuyển khoản trước nha quý vị, thông cảm nha. Cái này là chỉ có hai lô thôi nha. Một lô này với một lô kia là hết luôn nha quý vị. Tôi ôm đã lâu dữ lắm rồi nha. Nè quý vị thấy không, siêu mini ha. Tôi bấm từ đọt nó xì tuột rồi. Có cây này tôi mới bấm nè, mới bấm nè. Ba cây này là mới bấm, còn cây này tôi bấm nay cũng cả 10 bữa rồi, tuần lễ trở lên rồi, 7-8 ngày, 10 ngày gì đó. Đó ha. Cái này ép rồi đưa vô đây lâu dữ lắm nha, ép từ nhỏ trong chậu luôn nha, chứ không có trồng ở ngoài bịt mũ rồi đưa vô nha, ép từ nhỏ trong chậu luôn. Rồi còn có con lô nữa bán cho nó vui chơi thôi, chứ có làm ba cái này nữa nha quý vị. Siêu mini nha, ôm đá nha. Đó rồi xuống đi, đưa cái lô kia lên đây bây giờ. Kết thúc quý vị ơi.